Chào các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2024, tức ngày 16 tháng 4 năm Giáp Thìn. Tại ngã ba Nghĩa Hồ vải bắt đầu sôi đậm hơn, tuy nhiên mình chỉ thấy có mấy xe cóc. Và trong tổ dân phố Nhật Thành thì có một điểm cân xe cóc vào đấy, họ tăng bo. Thì giá vải xấu xấu 25, đẹp đẹp 3, 7, 3, 8, 40.